Đông Nam Á tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ kỷ lục được ghi nhận ở Singapore cùng với sự gia tăng số người bị say nắng ở Malaysia. Tại Singapore, cơ quan môi trường quốc gia cho biết nước này đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong 40 năm qua là 37 độ C vào ngày 13 tháng 5 và tình trạng thời tiết khô nóng này sẽ còn tiếp diễn. Theo cơ quan này, mức nhiệt hôm 13 tháng 5 cũng vượt qua kỷ lục trước đó về nhiệt độ tháng 5 tại Singapore là 36,7 độ C được ghi nhận vào năm ngoái, Bloomberg đưa tin. Tại Malaysia, Thứ trưởng Bộ Y tế Lukanisman Awang Sauni ngày 13 tháng 5 cho hay, Bộ Y tế nước này ghi nhận 14 trường hợp say nắng trong ngày trước đó và chính phủ dự báo số người bị say nắng sẽ tăng lên do nắng nóng có thể kéo dài đến tháng 8, theo hãng thông tấn nhà nước Bernama. Ông Lukanisman nói, tình hình vẫn đang được kiểm soát và có thể được xử lý tại các cơ sở y tế. Các cơ sở và bệnh viện của Bộ Y tế đã sẵn sàng tiếp nhận những người bị say nắng và chuột rút do nắng nóng. Malaysia gần đây đã báo cáo về trường hợp một trẻ em tử vong do say nắng, dẫn đến việc Bộ Y tế phải đưa ra khuyến cáo cho công chúng. Các nhà khoa học đã cảnh báo năm 2023 có thể sẽ là một năm nữa chứng kiến nhiệt độ cao nguy hiểm. Dấu hiệu căng thẳng đã xuất hiện trên khắp châu Á khi đợt nắng nóng bắt đầu từ tháng 4 tiếp tục lan rộng ở khu vực. Dự báo về việc khan hiếm nguồn cung dầu cọ do nắng nóng thiêu đốt khiến các nhà đầu tư lo lắng vì gần như toàn bộ cây cọ dầu trên thế giới được trồng ở Đông Nam Á. Ủy ban Thường trực Hỗn hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng của Thái Lan cũng cảnh báo rằng nguy cơ hạn hán do El Nino gây ra vào cuối năm nay có thể đẩy giá lương thực lên cao. Với tình trạng biến đổi khí hậu, nắng nóng và bão lớn có thể xuất hiện thường xuyên hơn hoặc dữ dội hơn. Bangladesh và Myanmar đã phải sơ tán hàng trăm ngàn người trước khi siêu bão Moka đổ bộ vào sáng 14 tháng 5. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.